Hello mọi người. Ok, trên tay mình đây đang là một cái combo hai pin và một hộp sạc. Đây là mẫu mới Elecin GoRo 10 và đặc biệt có thể dùng chung với GoRo 9 luôn. Thì nói chung GoRo 10, GoRo 9 là dùng chung với nhau gần như là hầu hết tất cả các phụ kiện luôn. Đó, nói chung không khác biệt gì nhiều. Thì hãng Elecin update lên làm cái hộp mới đó dành cho GoRo 10 làm logo mới thôi. Còn thực chất thì nó vẫn không khác biệt nhau nhiều. Đây, mình thấy vẫn vậy thôi, chỉ nó làm hồng một cái hộp mới thôi và cái pin logo là đổi luôn. Thì mình sẽ bóc hộp thử cho mọi người nó sẽ như thế nào. Ok, sản phẩm thì đóng gói bằng giấy, ở trong là có một cái lớp nhựa để dùng để đựng pin đó. Đây, trên đây mình đây là cái pin PCB 10. Thì nói chung là nó như GoRo 9 thôi, thì trước logo 9 bây giờ chuyển thành logo 10 đó. Elecin thì nó làm cái hàng rất là chất lượng, nói chung là mình bán cái pin này là chủ lực luôn á. Mọi người dùng ổn, đánh giá ngon và đặc biệt là giá nó mềm nữa, hợp túi tiền mọi người, hồi chơi nó dễ. Pin chính hãng thì nó tầm 450 500, còn pin này chỉ tầm chỉ 250 thôi. Đó, mua nhiều thì sẽ giá tốt hơn. Ok. Thời lượng pin thì hiệu năng của nó tầm khoảng chừng 80 90% so với pin zin nha. Đó là thực tế thôi, mình sử dụng mình rút ra cái đánh giá như vậy thôi. Thực chất thì không, nhiều bạn hỏi là nó có giống như benzin không, thực sự nó không là một đi hệ benzin được, tại vì nếu mà nó dùng hiệu năng 100% như benzin thì họ mua pin này hết rồi, benzin không bán được, thì nói chung nó sẽ thua cỡ 80-90% thôi nha. Nói chung là so với mức giá mà mình bỏ ra thì nó sẽ ổn, ngon, hợp lý. Ok, thì cái combo mình sẽ bao gồm hai pin với một hộp sạc, giá là 750 nha, hàng new bảo hành 1 tháng, một đổi một luôn. Mọi có vấn đề gì về pin gửi mình phải bắt tiền lại, gửi tiền lại và hoàn tiền á, hoặc là mình đổi pin mới cho. Nói chung là ok, tại vì mình chuyên về những cái mặt hàng này bán cũng mấy năm rồi, anh em mua hàng mình cũng rất là nhiều, chung là có uy tín thôi. Ok, đây là hộp sạc. Thì đợt trước mình có làm clip mở hộp rồi nên mình sẽ không bóc hộp nữa. Đó, tên là xin luôn, hộp sạc 3 pin Type C, sạc 3 pin cùng lúc. Nói chung là combo này anh em lựa chọn rất là nhiều luôn, giá thành hợp lý đó. Ok, thì clip này mình làm ngắn gọn thôi, giới thiệu mọi người chủ yếu là về cái sản phẩm pin Elecin GoRo 10 này, cái hộp mới của nó đó. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nha, đừng quên like và subscribe theo dõi kênh YouTube của mình chuyên về những cái video mới nhất của đời công nghệ. Cảm ơn mọi người, thank you.